xin giới thiệu với bà con sản phẩm siêu tăng tốc của công ty Thủy Kim Sinh. Đây hôm nay gà 90 ngày đây, nhưng mà rất là đẹp. Lông đá màu tích các thứ lườn lên rất nhanh. Đó, sản phẩm siêu tăng tốc của công ty Thủy Kim Sinh. Đang giai đoạn vỗ chỉ còn khoảng độ 10 ngày thôi là nó xuất bán rồi, thì vỗ lên một liều nó cao hơn. Thế là thấy con gà nó ra lông lá rất là nhanh, quá đẹp, lườn đầy. Lườn cực kỳ đầy luôn. Đấy, kỳ hộ. Lườn cực kỳ là đầy. Đây một con bé thôi, cần phải con to thôi. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Cửa đây. Đấy. Vườn đây. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đỏ như này. Sợ chưa? Quá đẹp. Sản phẩm siêu tăng tốc của Thủy Kim Sinh quá đẳng cấp rồi.